Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của mình nha mọi người ơi. Mình là Trần Chí Tâm đây cả nhà nha. Và có rất nhiều người bạn inbox cho mình và kêu anh ơi làm một video về bài Tiến Lên đi anh. Thì nói thật sự là bài Tiến Lên thì là một cái bài đánh rất là phức tạp. Nếu cả nhà mà muốn lấy được bài Tiến Lên đó, thì nó chỉ lấy được một cái tứ quý thôi, hoặc là 4 con heo nha cả nhà nha. Thì muốn chơi cho an toàn, muốn lấy được một cái tứ quý ở trong bài Tiến Lên thì cả nhà phải biết được công thức lấy một cái tứ quý trước cái đã nha. Như vậy nó mới an toàn. Thí dụ mình muốn lấy 4 con 4 đi. Ok cả nhà, 4 con 4 nha. 4 con 4 đây. Nếu mà chơi công thức thì cả nhà biết rồi, công thức lấy tứ quý thì nó cũng khá đơn giản. Ai thì chưa biết thì sẽ xem lại công thức đó, và ai biết rồi thì nhìn một phát là nhớ ngay nha. Thì công thức tứ quý nó chỉ đơn giản vậy thôi cả nhà nhé. Thì cho những người chơi chung đó họ cắt ra như vậy. Thì mình sẽ lấy lại được một cái tứ quý 4 nha cả nhà nha. Đây. Nếu mà cái trường hợp là mà 4 con 4 này nó không qua mình, hoặc nó qua bên đây thì cái đó cũng là một cái lợi thế của mình. Mình cầm được heo thì mình sẽ né được, mình không có ra nha cả nhà nhé. Mình biết là có cái tứ quý hoặc là cái gì đó, mình sẽ biết được người nào cầm mình sẽ né người đó, hoặc là mình sẽ không ra heo. Chung là một cái lợi thế của mình. Nếu mà cả nhà làm kỹ thuật như nhuyễn chính xác thì khả năng 10 bàn nó sẽ về cả nhà hết 8 bàn 9 bàn nha cả nhà nha. Đây thì mình sẽ nói thêm, khi không quýnh bài trong bài Tiến Lên thì không có ai mà để sẵn một cái tứ quý cho cả nhà hết. Thì không lẽ mà làm một cả nhà tới nhất xong rồi cả nhà dạch ra cả nhà lựa thì nó lại không được nha. Và mình sẽ chỉ cho mọi người một cái mẹo để mà nhặt được một cái tứ quý ở trong cái lúc mà mọi người đang chơi đánh bài. Thì thí dụ như là mọi người đang có khả năng về nhất, tại vì mọi người nhìn thấy bài mọi người lớn đúng không? Đấy, mọi người nhìn thấy bài mọi người lớn, thì trong một quá trình đánh nguyên một bàn Tiến Lên đó thì chắc chắn sẽ có những người đánh đôi nha, đánh đôi. Thí dụ như cả nhà muốn lấy tứ quý đầm hay là tứ quý 7 đi. Thí dụ bên đây quýnh đôi 7 thì cả nhà úp 2 con 7 xuống. Thì cả nhà nhớ là 2 con 7 nó nằm ở dưới nha. Chút nếu mà trùng hợp mà họ đánh thêm đôi 7 nữa thì cả nhà vẫn, thí dụ như đóng bài này nó đẩy lên 2 con 7 như vậy, tại vì mình úp đại mà mình đâu có sắp xếp gì trước đâu. Nếu mà trùng hợp xíu người ta đánh đôi 7 nữa thì mình sẽ để đôi 7 xuống rồi mình lấy cái bài này mình chập lên vậy, thì họ vô tình họ không để ý được là mình đã bỏ 4 con 7 xuống dưới đây đấy. Còn cái trường hợp thứ hai, hoặc là thí dụ như họ đánh cốc không, đánh cốc thì mình vẫn úp lại, đánh cốc thì mình vẫn úp nó lại thôi. Rồi cái trường hợp từ con giống như vậy, giống như quýnh sảnh quýnh đôi vậy, thì mình sẽ lường nó ra rồi mình lấy. Còn họ quýnh đôi luôn dễ rồi, họ quýnh đôi luôn thì mình sẽ úp 2 con lại và kéo nó lại vậy thôi. Thì họ rất là bình thường, họ không để ý. Nhưng mọi người lấy được 4 con 7 ở dưới đây rồi đúng không? 4 con 7 dưới đây rồi. Đây. Rồi mọi người muốn xào cái công thức đi nữa thì mọi người cũng được. Còn mọi người không muốn xào công thức mọi người cứ bỏ lên một lá vậy nè. Đó. Xong rồi để họ quýnh ra từ từ cái mình nhặt thêm 3 lá nữa. Đấy, mình vừa ngồi vừa nói chuyện chơi thôi, cái mình bỏ thêm 1 lá nữa. Xong cái mình nhặt thêm 3 lá này nữa. Đó. Thì thật ra là họ không để ý đâu ha. Nè, tại vì mình cũng hay đánh như vậy, người ta cũng không để ý. Thí dụ họ đánh sảnh đánh đôi gì đó kệ họ, mình nhặt đúng 3 lá của mình rồi bỏ lên. Thì mình set up được một cái tứ quý 7 nằm ở trên phần ở trên nha. Mọi người xem lại nè. Đây. 1 con 7 3 con thường, 1 con 7 3 con thường tới 1 con 7 3 con thường nè. Đó. Lúc mà mình nhặt rồi mình sắp lên từng lá vậy, xong rồi mình quay ngược phần lại. Đó, rồi mình sẽ bóc những cái lá này, vẫn bình thường thôi, tự nhiên thôi cả nhà nhá. Đấy. Đấy, vẫn tự nhiên thôi. Thì họ quýnh hết bài xong không, rồi mình đó, rồi mình quay lại. Đó, thì cái phần này nó sẽ là được tứ quý 7 nha cả nhà nhá. Ok cả nhà. Và cả nhà cứ kiểu là xào giả thôi. Đó, xào giả. Xong bỏ bài xuống cho họ cắt ra nha. Cắt bài ra. Thì mình sẽ lấy lại được tứ quý 7. Đây. Còn cả nhà muốn không muốn nhặt bài như vậy á, muốn là một lần một lấy luôn á, thì nó nằm 4 con 7 ở dưới như vậy nè. Đó, thấy không? thì cả nhà có thể là bỏ 4 con 7 lên trên. Thì thật ra những con bày úp thì mình muốn bỏ lên bỏ xuống gì họ cũng chả để ý nữa, thấy không? Mình cho và mình gửi lên cho cả nhà xem 47 nằm trên đúng không? Và bây giờ mình giống như mình bỏ 3 con lên thôi đó, mình bỏ con dưới. Khi mà họ đánh gớt 3 con bài cốc hay là một cái sảnh ba đó thì mình nhặt 3 con này lên, xong mình bỏ con 7 này lên tiếp đấy, thì nó sẽ nằm vô cái thế công thức là 553. Cô lấy tứ quý nha. Đó, hồi mà gom bài xong lên hết thì cả nhà bẻ khớp cái xào công thức 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ha. Nè, 1 2 3 thì cái công thức lấy tứ quý đó rất đơn giản là công thức 553 nha cả nhà nhé. Đây hay da dính rồi, mình chắc xào lộn quá. Đây mình nói lại cho mọi người ha. Bây giờ 4 con 7 thí dụ nó đang nằm ở dưới, đang nằm ở dưới cùng như vậy. Đây thì mình lấy 3 lá bỏ lên đấy, thì lúc mà họ quýnh những con bài ghê gớt trên nè đó, mình sẽ nhặt 3 lá bình thường thôi bỏ lên và bỏ cái lá cuối cùng lên luôn. Và những cái lá dưới này á, thì mình sẽ bỏ dưới đít đấy, mọi người thấy không nè. Thì mình xào 553 nha, 1 2 3 4 5 ha, 1 2 3 4 5, 1 2 3 đó. Thì công thức 553 là nó như vậy vậy cả nhà nhá. Thì cắt bài ra thì mọi người chia hết thì nó sẽ lấy lại được một cái tứ quý nha cả nhà nha. Đây đó. Còn cái trường hợp thứ hai thì cả nhà sẽ dạng như kèo bài, kèo bài cho lấy về mình nha cả nhà nha. Thí dụ như là mình muốn chia cho thằng bồ của mình, đúng không? Giờ 4 con 7 nằm dưới nè, mình muốn chia cho cái thằng bồ đối diện của mình. Ok mọi người, mình sẽ kèo bài. Đây mình kèo cho mọi người xem ha. Thì mình nè, mình xào như vậy đúng không, xuống vậy nè đó đó đó, thì nó sẽ qua thằng bồ của mình nha cả nhà nha. 1 2 thì mọi người thêm lá nữa đây đó, thì nó có cái mắt kinh ở đây nè, mọi người ngắt nó ra thì chia 2 thằng bên đây thì qua thằng bầu của mình. Ai da, sao nó bị lộn hoài cả nhà nha. Ủa không đúng rồi, xin lỗi mọi người, hồi nãy mình chia qua bên đây nhưng mà mình cứ nghĩ là chia qua cho mình nên là cảm giác như nó bị lộn nha. Đó, còn cái trường hợp mà dạng như nó phức tạp hơn một xíu nữa thì cả nhà có thể nhiều kỹ thuật hơn, thì cả nhà có thể chia giống như là chia gút đít. Thí dụ như mình chia cho mình đi không? Thì mọi người không để ý cái mình lấy con 7 xuống đó, mình đừng có rút liền, mình để 2-3 tua, 2-3 tua á, cái mình hãy lấy con 7 xuống đó, thí dụ như vậy đó. Mình sẽ lấy con 7 này xuống vậy đó. Nói chung là đại khái nó rất là nhiều cách để lấy được cái tứ quý, quan trọng là cả nhà phải dám thực hiện nó và dám làm ở trong cái cuộc chơi. Và cả nhà làm, nhưng mà hãy tin mình, nó rất là đơn giản, không có gì mà làm cho cả nhà hồi hộp hết trơn nha. Đơn giản thôi, người ta kinh ngay thì lấy, không ngay thì thôi nha cả nhà nha. Hoặc cả nhà có thể thay đổi 4 con 7 này thành 4 con heo đi nữa thì nó cũng rất là bình thường. 4 con heo là có thể là ăn trắng luôn cả nhà nha. Đó, đơn giản thôi. Thì mình sẽ nói lại thêm một lần nữa nha. Thí dụ trong cái cuộc chơi họ có đánh những cái đôi gà gời ra như nè đó, mình muốn lấy một cái đôi 7, muốn lấy 47 đúng không? Mình nhập 47 trước rồi mình sẽ gom những cái con còn lại, mình sẽ ốp xuống đây sẵn ha. Thì trước tiên là xong đó, mình tới trước thì mình sẽ sở hữu một cái phần bài giống như vậy. Còn cái này nó còn tầm 1-2 nhà thôi, mình sẽ bỏ một lá lên. Thì họ quýnh những con bài này ghê gớt cây nè, thì mình nhặt lẹ 3 cây bỏ lên rồi tiếp tục bỏ một lá lên nữa ha. Nhặt 3 cây nữa nè, bỏ một lá lên nữa đó, nhặt quýnh đã đời xong, nhặt 3 cây bỏ lá lên nữa. Đây thì cho mọi người xem lại là 4 con 7 của mình nó sẽ nằm ở vị trí này nha. Đây vị trí này đó. Lúc mà mình nhặt lên đầy đủ rồi mình sẽ quay phần bài ngược lại và nhặt những lá còn lại. Ok cả nhà nhá. Ok, và mình tiếp tục bẻ khớp và chập lên, xào giả vài cái và để xuống. Mình biết người nào kinh đối diện mình cho họ kinh luôn, hoặc là họ sẽ kinh được nha. Bộ bài này cũng khá là mềm, khá là ướt rồi cả nhà nha. Đây thì mình nghĩ là đánh Tiến Lên chỉ lấy được cái tứ quý như vậy thôi. Còn mà đối với cái Tiến Lên mà 6 cây ở dưới Cà Mau họ hay chơi thì cả nhà có thể lấy được cái sảnh 5, hoặc lấy được 3 cái đôi, 2 cái đôi. Thì nói chung là nó sẽ giúp cho mọi người là ăn trắng được hết mọi người. Nhưng mà ở Tiến Lên miền Nam mà chơi theo 13 cây thì mình nghĩ chỉ lấy được một tứ quý thôi, không bao giờ cả nhà lấy được một cái sảnh rồng mà giết hết 3 người được hết, như vậy nó rất là khó cả nhà nha. Ngoại trừ cả nhà rút đít hết 13 cây luôn, nên là mình thấy chỉ lấy được cái tứ quý như vậy thôi. Và cả nhà nào thấy video này hay thì để lại cho mình xin một like nha. Và ai chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì xin một đăng ký nha cả nhà nha. Xin chào mọi người nha.